Trong tình huống căng thẳng mới nhất tại khu vực Trung Đông, miền Bắc Israel chìm trong biển lửa trước các đợt tập kích của Hezbollah. Phản ứng trước diễn biến khốc liệt, loạt quan chức Israel tuyên bố đã đến lúc thiêu rụi Liban. Liên quan đến vấn đề thả con tin do Hamas bắt giữ, Israel công bố số liệu ảm đạm về lượng con tin còn lại ở Gaza. Liệu số người còn sống là bao nhiêu? Tranh chấp hạt nhân giữa Iran và phương Tây tiếp tục bùng nổ. Tehran vừa tuyên bố sẽ đáp trả trước động thái mới nhất của Anh, Đức, Pháp. Trở lại mặt trận Đông Âu, Ukraine nói tên lửa Nga đánh trúng thành phố Dnipro, gần 10 người bị thương. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Nga mất đà tiến ở Kharkiv. Các diễn biến an ninh đáng chú ý khác trên toàn cầu. Tại châu Á, Trung Quốc tố Philippines kích động và tăng cường xung đột ở Biển Đông. Hàn Quốc nối lại mọi hoạt động quân sự dọc biên giới liên triều. Hàng ngàn người vô gia cư bị trục xuất khỏi Paris trước thềm Thế vận hội Olympic. Thú vị, cuộc đua bằng lốp xe máy kéo trên sông ở Kosovo. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột trên thế giới. Tại Trung Đông, theo thông tin từ Times of Israel, cư dân và chính quyền địa phương ở miền Bắc Israel đã yêu cầu chính phủ thực hiện các biện pháp rõ ràng để khôi phục an ninh, trong bối cảnh Hezbollah phóng tên lửa từ Liban làm bùng phát các vụ cháy rừng trên những vùng lãnh thổ rộng lớn. Các cơ quan khẩn cấp hiện đang kiểm soát ngọn lửa dưới áp lực căng thẳng. Người phát ngôn của thành phố Kiryat Shmona, nơi chứng kiến đám cháy lan rộng xuyên đêm ở ngoại ô, phàn nàn rằng chính phủ Israel đã không hỗ trợ an ninh, ngay cả ở mức độ cơ bản nhất cho cư dân. Các nghị sĩ đối lập đã chỉ trích chính phủ vì không kiểm soát được cuộc xung đột biên giới với nhóm Hezbollah. Trong khi đó, các bộ trưởng cực hữu tuyên bố đã đến lúc phải tham chiến ở Liban, động thái mà chính phủ đã tìm cách tránh vì Israel hiện đang chiến đấu với Hamas ở dải Gaza. Vụ hỏa hoạn bắt đầu vào hôm 2 tháng 6 và tiếp tục vào 3 tháng 6. Các vụ cháy rừng lan rộng dưới thời tiết khô nóng. 11 người đã được điều trị vì hít phải khói nhẹ. Đến sáng ngày 4 tháng 6, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ cho biết họ đã kiểm soát được hầu hết các đám cháy. Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ sáng, còi báo động vang lên khắp Galilee do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa từ Liban. Tên lửa đánh chặn của Israel dường như đã được phóng vào một mục tiêu và phát nổ gần thành phố Safed. Những mảnh vỡ rơi từ tên lửa đã gây ra một đám cháy mới trong khu vực. Người phát ngôn của thành phố Kiryat Shmona, Doron Snapper, nói với đài truyền hình công cộng Kan rằng các chính trị gia đang nói rất nhiều nhưng họ không thể làm bất cứ điều gì. Tôi muốn họ ít nói và hành động nhiều hơn về các vấn đề an ninh và kinh tế, về tái thiết sau chiến tranh. Họ đã đưa ra rất nhiều lời hứa nhưng thực tế lại không có gì xảy ra. Thành phố Kiryat Shmona cùng với nhiều khu vực khác gần biên giới Liban, phần lớn đã được sơ tán khi Hezbollah bắt đầu tấn công qua biên giới vào ngày 8 tháng 10. Ông Snapper cho biết, nếu Israel không bảo vệ Kiryat Shmona, Tel Aviv sẽ bị khủng bố và bị tên lửa tấn công. Thật đáng buồn khi vào năm 2024, Israel lại không thể mang lại cho chúng tôi điều cơ bản nhất, đó là an ninh. Hezbollah đang chiến đấu và chúng ta hầu như không làm gì cả. Cư dân Kiryat Shmona, Amit Friedman nói với trang tin tức Ynet rằng đám cháy là một cơn ác mộng. Giữa lúc người dân đang kêu gọi hành động, các thành viên cực hữu của nội các đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tấn công hoàn toàn vào Hezbollah. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir khẳng định rằng những gì đang xảy ra ở miền Bắc là phá vỡ đạo đức. Chúng ta đang chứng kiến hậu quả của một chính sách gây ra sự kiện ngày 7 tháng 10. Đã đến lúc toàn bộ Liban bị thiêu rụi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố Israel có thể đồng ý tạm dừng chiến dịch quân sự ở dải Gaza trong 42 ngày để thả các con tin đang bị giam giữ ở khu vực này. Cùng lúc đó, Times of Israel đưa tin Hamas đã cử một phái đoàn tới Cairo vào ngày 4 tháng 6 để thảo luận về thỏa thuận do Israel đề xuất. Israel có thể ngừng giao tranh trong 42 ngày để trao trả các con tin. Nhưng chúng tôi không thể dừng chiến tranh. Iran và tất cả đối thủ của chúng tôi đang theo dõi xem Israel có dấu hiệu đầu hàng hay không. Thủ tướng Netanyahu phát biểu tại cuộc họp kín của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Israel hôm 3 tháng 6. Theo The Times of Israel, tại cuộc gặp, ông Netanyahu đã nói với các nhà lập pháp rằng thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất còn thiếu vài yếu tố then chốt.
Chiến tranh sẽ dừng lại để đưa các con tin trở về. Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thảo luận. Có những chi tiết khác mà Tổng thống Biden chưa trình bày trước công chúng. Ông Netanyahu nói thêm. Về chiều ngược lại, hai quan chức giấu tên cho biết Hamas đã phản ứng tích cực với đề xuất của Tổng thống Biden về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Tuy nhiên, nhóm này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Times of Israel đưa tin, Hamas đã cử một phái đoàn tới Cairo vào hôm 4 tháng 6 để thảo luận về thỏa thuận do Israel đề xuất về việc thả các con tin bị nhóm này bắt giữ ở dải Gaza. Liên quan đến vấn đề con tin, theo thông tin từ Reuters, thống kê của chính phủ Israel vào hôm 4 tháng 6 cho thấy hơn 1/3 số con tin còn lại ở Gaza đã chết trong bối cảnh Mỹ tìm cách thúc đẩy đưa con tin trở về thông qua thỏa thuận ngừng chiến với Hamas. Trong số khoảng 250 người bị Hamas bắt trong cuộc nổi loạn xuyên biên giới ngày 7 tháng 10, nhiều người đã được thả thông qua thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11. Trong khi đó, những người khác được quân đội Israel giải cứu trong tình trạng đã chết hoặc còn sống. Thống kê của chính phủ cho biết 120 người vẫn còn đang bị giam cầm. 43 người trong số họ được các quan chức Israel tuyên bố là đã chết dựa trên nhiều nguồn thông tin khác nhau, bao gồm thông tin tình báo, video CCTV và phân tích pháp y. Một số quan chức đã nói rằng số người chết có thể cao hơn. Hamas đã cảnh báo ngay từ đầu cuộc chiến rằng sẽ hành quyết các con tin để trả thù các cuộc không kích của Israel. Vào hôm 3 tháng 6, 4 con tin Israel nữa đã được thêm vào danh sách những người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần trước đã tiết lộ một đề xuất mà Israel đưa ra để kết thúc cuộc chiến. Theo đó, một số con tin sẽ được trả tự do thông qua lệnh ngừng bắn sơ bộ. Nhưng những nỗ lực trung gian để đạt được thỏa thuận đó đã bị sa lầy khi Israel khăng khăng sẽ tiếp tục chiến dịch tiêu diệt Hamas cho đến cùng. Trong khi đó, nhóm Hồi giáo Palestine yêu cầu Israel đảm bảo chấm dứt chiến tranh và rút tất cả các lực lượng ra khỏi Gaza. Cũng theo Reuters, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 4 tháng 6 đã kêu gọi chấm dứt bạo lực, đồng thời cho biết lực lượng an ninh Israel và những người định cư Do Thái đã giết chết hơn 500 người Palestine ở bờ Tây kể từ khi cuộc chiến tranh Israel-Hamas nổ ra ở Gaza. Trong tuyên bố mới đây, văn phòng cho biết Israel đã triển khai lực lượng không cần thiết và không cân xứng ở bờ Tây. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa phản hồi tuyên bố của Liên Hợp Quốc. Bạo lực đã gia tăng ở bờ Tây kể từ ngày 7 tháng 10. Các lực lượng an ninh Israel trong những tháng gần đây đã tăng cường đàn áp ở bờ Tây, khu vực cốt lõi mà người Palestine muốn thành lập nhà nước độc lập trong tương lai cùng với Gaza và đã thực hiện hàng ngàn vụ bắt giữ. Các giám sát viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã nghiên cứu 80 trường hợp trong số 505 trường hợp tử vong của người Palestine ở bờ Tây kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Trong đó, Israel cho biết khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt cóc. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk, các trường hợp được nghiên cứu cho thấy lực lượng an ninh Israel vi phạm nhất quán luật nhân quyền quốc tế về việc sử dụng vũ lực. Tuyên bố của Liên Hợp Quốc cho biết trong cùng khoảng thời gian đó, 24 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở bờ Tây. Bạo lực định cư là sự việc khiến các đồng minh phương Tây của Israel ngày càng quan tâm. Một số quốc gia bao gồm cả Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những người định cư và kêu gọi Israel làm nhiều hơn để ngăn chặn bạo lực. Trong loạt diễn biến khác bên lề chiến trường, tại thành phố San Francisco, Mỹ, cảnh sát đã bắt giữ 70 người biểu tình ủng hộ Palestine vì tội xâm nhập trái phép sau khi họ tiến vào sảnh tòa nhà lãnh sự quán Israel và từ chối rời đi. Thông tin được đăng tải trên Reuters mới đây. Reuters dẫn thông báo của cảnh sát cho biết không có ghi nhận về thương vong. Theo một nhân chứng của hãng tin, cảnh sát đã áp giải từng người biểu tình ra khỏi tòa nhà lãnh sự quán Israel và đưa họ lên xe công vụ. Tờ báo địa phương đưa tin từ hiện trường, đám đông biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza khẳng định quyết không rời đi cho đến khi bị buộc phải làm như vậy. Một nhóm có tên Mạng lưới chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái quốc tế cho biết trên mạng xã hội, gần 100 người đã tham gia cuộc biểu tình tại lãnh sứ quán Israel ở San Francisco. Trong khi đó, cơ sở ngoại giao Israel bày tỏ sự kinh hoàng, song không ngạc nhiên trước việc người biểu tình tràn vào tòa nhà. Thông báo của lãnh sứ quán mô tả những người này là kẻ bạo loạn ủng hộ Hamas, đồng thời ca ngợi cảnh sát địa phương đã phản ứng nhanh chóng. Làn sóng phản chiến kêu gọi Israel ngừng chiến dịch quân sự ở Gaza vẫn đang tiếp diễn ở Mỹ, trong bối cảnh số người Palestine thiệt mạng trong xung đột tiếp tục gia tăng, hiện là gần 36.500 người.
cuộc chiến nổ ra sau đòn giáng xuyên biên giới bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người và hơn 250 người khác bị bắt làm con tin. Mới đây, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã công khai chỉ trích lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vì ca ngợi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 là thành công, trong khi cuộc chiến ở Gaza chỉ khiến người Palestine đổ máu. Ông Abbas phản bác những tuyên bố gần đây của ông Ali Khamenei, người mô tả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 là một đòn giáng lớn vào kẻ thù truyền kiếp của Iran là Israel. Tổng thống chính quyền Palestine nhấn mạnh cuộc chiến hiện nay sẽ không giúp dẫn đến việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập và sẽ không đáp ứng các mục tiêu quốc gia của Palestine là giải phóng Jerusalem. Ông Abbas cho rằng lãnh tụ tối cao Iran rõ ràng tuyên bố rằng mục tiêu của họ là hy sinh máu của người Palestine, trong đó có hàng ngàn trẻ em, phụ nữ và người già, cũng như phá hủy đất đai Palestine. Ông Abbas là người đứng đầu chính quyền Palestine đang kiểm soát một phần bờ Tây, trong khi Iran từ lâu đã tài trợ huấn luyện và vũ trang cho Hamas. Phát biểu trên được ông Khamenei đưa ra tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày mất của cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini. Thời điểm đó, ông cũng tuyên bố chế độ Israel đang tan rã trước sự chứng kiến của thế giới. Iran chưa bình luận về nhận xét của Tổng thống Palestine Abbas. Theo hãng thông tấn Fars của Iran hôm 4 tháng 6, Tehran tuyên bố rằng họ sẽ phản ứng nếu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua nghị quyết chống lại quốc gia này. Trước đó, các cường quốc châu Âu đã đệ trình lên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc vào hôm 3 tháng 6, kêu gọi bỏ phiếu trong tuần này để ép Iran một lần nữa giải thích về dấu vết uranium được tìm thấy tại các địa điểm hạt nhân không khai báo của nước này, cũng như các vấn đề như cấm thanh tra viên. Văn bản được đưa ra sau nghị quyết được thông qua 18 tháng trước, yêu cầu Tehran khẩn trương tuân thủ cuộc điều tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA liên quan đến những dấu vết uranium. Văn bản mới này kêu gọi Iran hợp tác và không được chậm trễ, bao gồm cả việc để IAEA lấy mẫu nếu cơ quan này cần, đồng thời cũng yêu cầu giải quyết các vấn đề phát sinh gần đây, chẳng hạn như việc Iran cấm nhiều chuyên gia làm giàu uranium hàng đầu của IAEA thực hiện việc kiểm tra. Văn bản cho biết, hội đồng kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ với cơ quan, thực hiện các hành động thiết yếu và khẩn cấp theo quyết định của Hội đồng Quản trị trong nghị quyết tháng 11 năm 2022 để giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn tại. Anh, Pháp và Đức được gọi là EBA hiện đang thúc đẩy nghị quyết bất chấp những lo ngại của Mỹ khi Washington cho rằng động thái này có thể khiến Iran phản ứng bằng tăng cường các hoạt động hạt nhân của mình. Vì trước đây, Tehran đã phản đối các nghị quyết này và thực hiện các bước để đáp trả. EBA lập luận rằng việc Iran tiếp tục thiếu hợp tác với IAEA và chương trình hạt nhân tiến bộ của họ khiến họ cần phải đưa ra bước đi này. Theo IAEA, Iran đang làm giàu uranium với độ tinh khiết lên đến 60%, gần với cấp độ sản xuất vũ khí là 90%, và đã tích lũy đủ vật liệu cho 3 quả bom hạt nhân. Văn bản cho biết, nếu Iran không hợp tác, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi có thể sẽ soạn thảo một báo cáo toàn diện gây áp lực hơn nữa lên Tehran. Tiếp tục là các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự Đông Âu. Reuters dẫn lời giới chức Ukraine cho biết, một cuộc tấn công trong đêm bằng tên lửa của Nga vào thành phố Dnipro, thủ phủ tỉnh miền trung Dnipropetrovsk, đã khiến 8 người bị thương và làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự. Theo thông tin sơ bộ từ chính quyền và các dịch vụ khẩn cấp địa phương, trong số những người bị thương có một bé trai 1 tháng tuổi, một thiếu nữ 17 tuổi cùng 6 người lớn. Hiện chưa rõ mức độ thương tích của các nạn nhân. Không quân Ukraine thông báo bắn hạ hai tên lửa hành trình Iskander-M nhằm vào khu vực. Theo thống đốc tỉnh ông Serhiy Lysak, các mảnh vỡ tên lửa đã gây hỏa hoạn, làm vỡ cửa sổ các tòa nhà dân cư và bệnh viện. Một số phương tiện cũng bị hư hại. Thị trưởng thành phố Dnipro, ông Boris Filatov cho biết thêm ít nhất 47 khu dân cư và một trường học báo cáo thiệt hại. Trong cuộc tấn công đêm qua, lực lượng Nga cũng phóng 4 máy bay không người lái. Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 2 chiếc ở khu vực Chernihiv phía Bắc. Nga chưa bình luận về thông tin. Kể từ đầu xung đột, Moscow luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Moscow Times đưa tin, chỉ huy đơn vị quân đội Akhmat Abdi Aludinov mới đây cho biết các chiến binh thuộc đơn vị của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã được triển khai đến khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine để hỗ trợ Nga trong cuộc tấn công gần đây của Moscow. Thiếu tướng Aludinov cho biết,
các chiến binh đã được chuyển đến những địa điểm khác nhau dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc. Moscow đã phát động cuộc tấn công trên bộ mới vào đầu tháng 5 xung quanh khu vực Kharkiv. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov nói vào tuần trước rằng lực lượng Nga đã đẩy lực lượng Ukraine lùi lại khoảng 8 đến 9 km. Quân đội Ukraine cho biết Nga đang tiếp tục gửi thêm các trung đoàn và lữ đoàn từ các khu vực khác để tăng cường quân đội của mình ở phía bắc Kharkiv. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa qua cho biết chiến dịch tấn công của Nga ở khu vực Kharkiv đã chậm lại sau khi Washington nới lỏng hạn chế về sử dụng vũ khí viện trợ giúp Kiev phòng thủ hiệu quả hơn. Các cuộc tấn công của quân đội Nga vẫn tiếp diễn, song đã chậm lại một chút. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 6 nhận định, ngày 10 tháng 5, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine. Kể từ đó, lực lượng đã tiến vào sâu khoảng 10 km và giành quyền kiểm soát hơn 10 làng. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, Nga đã đạt được những lợi ích đáng kể về mặt chiến thuật. Lực lượng Moscow đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine bên ngoài thành phố, nằm cách biên giới chỉ hơn 20 dặm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Austin lập luận rằng chiến dịch tấn công của Nga ở Kharkiv đang mất đà vì hai lý do. Đầu tiên là Nga đang đánh vào tuyến phòng thủ vững chắc hơn của Ukraine, điều mà Kiev đã gấp rút chuẩn bị trong vài tuần qua. Thứ hai là sự thay đổi chính sách gần đây từ chính quyền Tổng thống Biden. Trước đó, Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ bên trong Nga. Chính sách này đã tạo lợi thế lớn cho Moscow khi lực lượng tập hợp quân bên ngoài tầm với pháo binh của Ukraine. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào tuần trước khi xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Biden bí mật cho phép Kiev dùng vũ khí nước này cung cấp để tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ông Austin nhấn mạnh, Ukraine giờ đây có thể tấn công vào các vị trí Nga chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch tiến công qua biên giới. Tuy nhiên, các hạn chế vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn. Ukraine chỉ có thể tập kích khu vực ven biên giới với tỉnh Kharkiv và không được dùng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga. Chính sách của chúng tôi với các vũ khí tầm xa không thay đổi, ông Austin nói. Lực lượng Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên tiền tuyến, phải đối phó cùng lúc với chiến dịch Kharkiv và các đợt tiến công liên tiếp của Nga ở nhiều địa điểm khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 31 tháng 5 cho biết, lực lượng Kiev đã phải rút lui 8 đến 9 km ở nhiều khu vực quan trọng thuộc tỉnh Kharkiv. Reuters đưa tin Điện Kremlin khẳng định vào hôm 4 tháng 6, có thể hiểu được rằng vì sao một số quốc gia đang từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Thụy Sĩ tổ chức về Ukraine trong tháng này. Vì cuộc họp này thiếu mục tiêu rõ ràng và thật vô lý khi tổ chức mà không có Nga. Ukraine trước đó cho biết hơn 100 quốc gia và tổ chức đã đồng ý tham dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15-16 tháng 6, nhưng Moscow đã không được mời tham dự. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết, đây là một sự kiện hoàn toàn vô lý. Ông nói rằng cuộc họp không hướng đến kết quả và đó là lý do tại sao nhiều quốc gia không muốn lãng phí thời gian. Trung Quốc đã nói sẽ không tham gia hội nghị. Đây được xem là đòn giáng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nga cũng nói rằng Ả Rập Xê Út cũng sẽ không đi, mặc dù nước này chưa công khai công bố lập trường của mình trong hội nghị thượng đỉnh. Cuộc họp đang diễn ra tại một thời điểm quan trọng trong năm thứ ba của cuộc chiến ở Ukraine, nơi lực lượng Nga đã ghi nhận một loạt các thành tựu kể từ tháng 2. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Tham mưu trưởng Quốc phòng của Vương quốc Anh Đô đốc Tony Radakin mới đây cho biết căng thẳng giữa Nga và phương Tây về Ukraine gia tăng, không đồng nghĩa với việc chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra. Ông Radakin nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn chiến tranh với NATO. Ông ấy không muốn chiến tranh hạt nhân xảy ra. Chúng ta phải rất cẩn thận trong việc phân biệt tình hình hiện nay với các mối đe dọa nghiêm trọng và sâu sắc vào cuối những năm 1930. Sau đó là cách chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến tranh thế giới như thế nào vào thời điểm đó và không sử dụng ngôn từ lỏng lẻo như thể chúng ta đang đối đầu với chiến tranh thế giới. Vào tuần trước, Tổng thống Putin cho biết sự leo thang liên tục với NATO có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vào đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã thẳng thắn cảnh báo Mỹ rằng những tính toán sai lầm có thể gây ra hậu quả chết người. Trả lời với các phóng viên ở Moscow, ông Ryabkov nói, NATO đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng về phản ứng mà họ có thể phải đối mặt. Ông kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Mỹ dành nhiều thời gian hơn để xem xét lời nói của ông Putin. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Radakin cũng thừa nhận rằng Nga đang có những tiến bộ chiến thuật trên đất liền. Khi được hỏi liệu Ukraine có thể chịu đựng và thành công hay không, ông nói rằng mình cực kỳ tự tin về điều đó.
Tổng thư ký NATO mới đây thừa nhận mức độ sản xuất vũ khí và đạn dược của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine đã vượt qua kỳ vọng của NATO. Phát biểu với Sky News hôm 3 tháng 6, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã được yêu cầu bình luận về một nghiên cứu được công ty tư vấn Bain & Company công bố vào tháng trước, tiết lộ rằng Moscow đang sản xuất đạn pháo với tốc độ gấp hơn 3 lần so với tất cả các thành viên liên minh cộng lại. Ông Stoltenberg trả lời, đúng là Nga đã xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của họ nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Ông giải thích lý do khiến các quốc gia phương Tây tụt lại phía sau, là vì sau chiến tranh lạnh, chúng ta đã xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng tình hình hiện đang cải thiện khi tất cả các đồng minh NATO đều đang tăng cường năng lực sản xuất đạn dược và vũ khí. Trước đây đã có sự chậm trễ và thiếu sót trong việc chuyển giao hàng viện trợ cho Kiev, nhưng điều này thực sự đang thay đổi và luồng đạn dược vào Ukraine đã tăng lên trong những tuần qua, Tổng thư ký NATO nói. Ngoài ra, ông Stoltenberg lưu ý rằng bước tiến của Nga ở khu vực Kharkiv trong những tuần gần đây chứng tỏ sự cần thiết để tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Lãnh đạo NATO nhấn mạnh rằng khối sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, kể cả khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thắng cử vào tháng 11. Ông Trump đã nhiều lần lên tiếng về việc Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine. Theo ông, Washington nên cung cấp hỗ trợ cho Kiev với hình thức khoản vay và phần lớn sự hỗ trợ phải đến từ châu Âu. Lãnh đạo NATO cảnh báo việc Nga chiến thắng ở Ukraine sẽ là mối đe dọa lớn đối với thế giới, đặc biệt là an ninh châu Âu. Tháng trước, công ty tư vấn Bain & Company công bố một nghiên cứu, trong đó nêu rằng các nhà máy của Nga dự kiến sẽ sản xuất khoảng 4,5 triệu viên đạn pháo trong năm nay, trong khi tổng sản lượng của phương Tây là khoảng 1,3 triệu viên. Không những thế, chi phí sản xuất trung bình một quả đạn pháo 152mm cho Moscow ở mức $1,000, trong khi giá đạn 155mm mà NATO sử dụng lên tới $4,000. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng 5 tiết lộ rằng sản lượng đạn dược trong nước đã tăng gấp 14 lần, việc sản xuất máy bay không người lái đã tăng gấp 4 lần và việc lắp ráp xe tăng và xe bọc thép đã tăng gấp 3,5 lần kể từ khi xung đột ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bloomberg đưa tin vị tướng hàng đầu của Na Uy Erik Christofferson mới đây cho biết NATO chỉ có 2-3 năm để chuẩn bị trước khi Nga có lại được khả năng tiến hành cuộc tấn công vào liên minh. Những lời của ông Christofferson là bình luận mới nhất trong một loạt các cảnh báo ngày càng nghiêm trọng đến từ các nhà lãnh đạo cũng như các quan chức quốc phòng phương Tây. Ông Christofferson nói, có một khoảng thời gian, có người đã nói rằng Nga sẽ mất 10 năm để có lại khả năng tấn công. Nhưng tôi nghĩ Nga sẽ cần chưa tới 10 năm. Chúng ta có khoảng thời gian từ 2-3 năm để xây dựng lại lực lượng bên cạnh với việc hỗ trợ Ukraine. Không giống như các nước láng giềng Bắc Âu, Thụy Điển và Phần Lan. Na Uy là thành viên của NATO kể từ khi thành lập liên minh vào năm 1949. Na Uy đã tăng chi tiêu quốc phòng kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu và đặt mục tiêu đáp ứng ngưỡng 2% GDP vào năm 2024, với mục tiêu tăng thêm 2,7% GDP vào năm 2030. Ông Christofferson nói, chúng ta có thể hoàn thành những kế hoạch đó trong những năm tới, nhưng cần tăng tốc. Chúng ta cần làm điều đó trong 2-3 năm để đảm bảo rằng ta đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Theo Viện Kiel về Kinh tế Thế giới, cơ quan theo dõi viện trợ quốc tế cho Ukraine, Na Uy đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine tính đến tháng 2 năm 2024. Na Uy và Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận an ninh song phương vào tháng 5, bao gồm cam kết cung cấp cho Ukraine ít nhất 1,3 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự vào năm 2024. Tiếp tục là các tin tức an ninh đáng chú ý khác trên toàn cầu. Thưa quý vị, theo Reuters, Trung Quốc vào hôm 4 tháng 6 đã cáo buộc Philippines liên tục kích động và tăng cường xung đột ở Biển Đông sau một sự cố với Hải quân Philippines tại Bãi Cỏ Mây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết, phía Philippines là bên liên tục vi phạm, khiêu khích và tăng cường xung đột. Liên quan đến vấn đề này, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra kết luận rõ ràng, chúng tôi phản đối việc các bên liên quan thổi phồng vấn đề này, cũng như những nỗ lực của họ trong việc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin rằng quân đội Philippines đã chĩa súng vào lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc. Trong khi đó, các quan chức quân sự Philippines nói rằng quân đội của họ không chĩa súng và hành động chuyên nghiệp. Reuters đưa tin quân đội Hàn Quốc hôm thứ Ba 4 tháng 6 thông báo sẽ nối lại mọi hoạt động quân sự dọc biên giới với Triều Tiên sau khi Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol tán thành việc đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự liên triều tại cuộc họp nội các vào cùng ngày nhằm đáp trả chiến dịch gửi hàng trăm bóng bay chứa rác thải của Bình Nhưỡng qua biên giới.
Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách cho Chang Rae nêu rõ trong cuộc họp báo bất thường. Quân đội Hàn Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ mạng sống và sự an toàn của người dân trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Một trong số đó là khôi phục toàn bộ hoạt động quân sự vốn bị hạn chế theo thỏa thuận năm 2018. Vị này nói thêm, việc thả bóng bay chứa rác thải trên quy mô lớn của Triều Tiên đã đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân Hàn Quốc và gây thiệt hại về tài sản. Trước đó, Bình Nhưỡng cho biết họ đã thả 3.500 quả bóng bay chứa 15 tấn giấy vụn qua biên giới, trong khi Seoul tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả, bao gồm việc tuyên truyền bằng loa phát thanh dọc biên giới. Triều Tiên chưa lên tiếng về động thái mới nhất của Hàn Quốc. Thỏa thuận quân sự toàn diện 2018 CMA được ký kết sau nhiều tháng diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh liên triều vào năm 2018. Theo hiệp ước này, hai bên đồng ý chấm dứt mọi hành động thù địch gây căng thẳng và xung đột quân sự, bao gồm hạn chế hoạt động tuyên truyền qua loa phát thanh. Thỏa thuận cũng đề ra việc thành lập một vùng đệm trên bộ và trên biển giữa hai nước, nơi các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn bị đình chỉ. Triều Tiên và Hàn Quốc đồng thời thống nhất rút hết vũ khí, không trang bị súng cho binh sĩ triển khai ở khu vực an ninh chung JSA thuộc khu phi quân sự DMZ ở biên giới liên triều, cũng như thiết lập vùng cấm bay. Theo Reuters, thỏa thuận quân sự liên triều thực chất đã gần như đổ vỡ vào tháng 11 năm ngoái, khi Triều Tiên tuyên bố chấm dứt hoàn toàn CMA, đáp trả việc Hàn Quốc quyết định đình chỉ một phần thỏa thuận sau vụ phóng vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng. Kể từ đó, Triều Tiên đã triển khai quân và vũ khí tại các trạm gác gần khu vực an ninh chung JSA. Tại sự kiện gây quỹ ở Greenwich, bang Connecticut mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi cựu Tổng thống Donald Trump là kẻ bị kết án trọng tội và quyền lực đã bị đứt gãy sau cuộc bầu cử năm 2020. Ông Biden nói, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một cựu tổng thống, một người phạm trọng tội và đã bị kết án, lại đang muốn tranh cử tổng thống. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là Donald Trump đang muốn tấn công toàn bộ vào hệ thống tư pháp của Mỹ. Ông Trump đã bị kết 34 tội đối với việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh trong phiên tòa xét xử ở New York. Đầu tuần này, ông Biden khẳng định, việc khẳng định cuộc bầu cử gian lận chỉ vì không hài lòng với kết quả là một chuyện nguy hiểm và liều lĩnh. Trong suốt quá trình xét xử, nhóm của ông Biden đã cẩn thận bình luận trực tiếp về quá trình tố tụng, hành động cẩn thận để tránh bị phía ông Trump chỉ trích và tố cáo. Ông Trump đã liên tục phản đối bản án và các thủ tục pháp lý kể từ khi ông bị kết án trong phòng xử án ở Manhattan. Phát biểu với các phóng viên bên ngoài tháp Trump vào tuần trước, ông gọi phiên tòa là lừa đảo và cáo buộc rằng tất cả đều do ông Biden và người của ông ấy thực hiện. Vào hôm 2 tháng 6, ông Trump đã lên án bản án một lần nữa trong một cuộc phỏng vấn với Fox News và nói rằng công chúng có thể bùng nổ nếu ông bị kết án tù hoặc phải chịu quản thúc tại gia. Ông Trump vẫn phải đối mặt với cáo buộc hình sự trong 3 vụ án khác, vụ can thiệp bầu cử Georgia, vụ tài liệu mật Florida và vụ can thiệp bầu cử liên bang. Sky News đưa tin ứng viên Thủ tướng Anh Keir Starmer mới đây tuyên bố ông sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân nếu cần thiết để bảo vệ đất nước. Phát biểu tại một sự kiện của công đảng hôm 3 tháng 6 ở đại đô thị Manchester, ông Keir Starmer, lãnh đạo công đảng đối lập cho biết chương trình răn đe hạt nhân có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc phòng của Anh, vì thế ông sẵn sàng cho phép sử dụng nó nếu trở thành Thủ tướng Anh. Khi được hỏi về trường hợp cụ thể có thể buộc ông phải sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Keir từ chối trả lời vì đây là vấn đề có tính bảo mật cao. Lãnh đạo công đảng nhấn mạnh rằng toàn bộ nội các đảng đối lập ủng hộ quan điểm của ông, bất chấp sự phản đối trước đó của một số thành viên cấp cao. Tại một sự kiện tranh cử tại bảo tàng Fusilier ở Bury, các phóng viên đã chỉ ra rằng cấp phó của ông Keir, bà Angela Rayner, Bộ trưởng Lao động Anh và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã bỏ phiếu chống lại việc duy trì chương trình vũ khí hạt nhân của Vương quốc Anh 8 năm trước. Ông Keir phản đối rằng, tôi đã thay đổi đảng này và tôi có toàn bộ nội các phía sau. Ông Keir là đối thủ chính của Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc bầu cử Anh dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 7. Hiện hai lãnh đạo đều dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Reuters đưa tin quá trình đăng ký tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 tại Iran đã kết thúc ngày 3 tháng 6 với 80 ứng cử viên nộp hồ sơ tranh cử. Quá trình đăng ký kéo dài 5 ngày bắt đầu vào hôm 30 tháng 5 và kết thúc vào ngày 3 tháng 6. Trong số các ứng cử viên nổi bật có Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và cựu Phó Tổng thống thứ nhất Esad Jahangiri.
Hội đồng Hiến pháp Iran sẽ tiến hành sàng lọc các ứng cử viên đủ tư cách từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 và những đề cử cuối cùng sẽ công bố vào ngày 11 tháng 6. Các ứng cử viên được thông qua sẽ có 15 ngày để tiến hành chiến dịch vận động tranh cử từ 12 đến 26 tháng 6. Cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6. Cuộc bầu cử Tổng thống Iran lần thứ 14 dự kiến ban đầu vào năm 2025, nhưng đã được đẩy lên do cái chết bất ngờ của Tổng thống Ebrahim Raisi trong một vụ tai nạn trực thăng ngày 19 tháng 5 tại tỉnh Đông Azerbaijan. Reuters đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 4 tháng 6 cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi để đảm bảo nguồn cung khoáng sản ổn định và đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế và thương mại. Tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với các nhà lãnh đạo của 48 quốc gia châu Phi. Ông Yoon cho biết Hàn Quốc sẽ tăng viện trợ phát triển cho châu Phi lên 10 tỷ đô la Mỹ trong 6 năm tới, vì nước này sẽ khai thác tài nguyên khoáng sản phong phú và tiềm năng của châu Phi như một thị trường xuất khẩu rộng lớn. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Yoon nói, chúng ta sẽ tìm kiếm những cách bền vững để làm việc cùng nhau về các vấn đề liên quan trực tiếp đến tăng trưởng trong tương lai, chẳng hạn như nguồn cung các khoáng sản chính và chuyển đổi kỹ thuật số. Ông cũng cam kết cung cấp 14 tỷ đô la Mỹ tài trợ xuất khẩu để thúc đẩy thương mại và đầu tư cho các công ty Hàn Quốc ở các nước châu Phi. Hàn Quốc là một trong những nước mua năng lượng lớn nhất thế giới và là nơi có các nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu. Đây cũng là nơi có công ty sản xuất ô tô lớn thứ 5 thế giới, Hyundai, vốn đang thúc đẩy điện khí hóa. Văn phòng của ông Yoon cho biết, việc hợp tác với châu Phi, nơi có 30% trữ lượng khoáng sản quan trọng của thế giới bao gồm chrome, cobalt và mangan là rất quan trọng. Ít nhất 30 nguyên thủ quốc gia đang tham dự hội nghị thượng đỉnh với các phái đoàn từ 48 quốc gia tham gia. Ông Yoon đã đề xuất tăng trưởng chung là trụ cột hợp tác với châu Phi và nhấn mạnh sự cần thiết trong việc phải thiết lập một khuôn khổ để thúc đẩy thương mại và trao đổi, cam kết sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán về các hiệp định hợp tác kinh tế cũng như các khuôn khổ xúc tiến thương mại và đầu tư. Hàn Quốc đang cố gắng khai thác một thị trường rộng lớn và phát triển nhanh, nơi có 1,4 tỷ người và phần lớn đều 25 tuổi trở xuống. Park Jong-dae, cựu đại sứ Hàn Quốc tại Nam Phi và Uganda, lập luận rằng các mô hình phát triển của phương Tây và Trung Quốc ở các quốc gia châu Phi đã thất bại và Hàn Quốc đang đưa ra một con đường thay thế có giá trị. Ông nói, bản chất mô hình hợp tác phát triển của Hàn Quốc là phát triển con người và quản lý. Hàn Quốc có kinh nghiệm và bí quyết phát triển. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Phi có tiềm năng phát triển to lớn dựa trên những nguồn lực, nguồn tài nguyên chưa được khai thác và dân số trẻ năng động. Theo CNBC mới đây, Google đã sa thải ít nhất 100 nhân viên thuộc một số nhóm làm việc vận hành đơn vị đám mây. Báo cáo cho biết Google đã cắt giảm các vị trí về bán hàng, vận hành và kỹ thuật, tư vấn và chiến lược tiếp cận thị trường. Người phát ngôn của Google cho biết, chúng tôi đang tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng các ưu tiên của khách hàng và cơ hội quan trọng phía trước. Chúng tôi duy trì cam kết đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và đảm bảo thành công lâu dài. Báo cáo được đưa ra sau khi gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại California sa thải một lượng nhân viên không xác định trong các nhóm khác nhau vào tháng 4. Google cũng đã sa thải hàng trăm nhân viên vào tháng 1 sau một loạt các đợt cắt giảm việc làm gần đây trong ngành công nghệ và truyền thông, trong bối cảnh các công ty phải vật lộn với sự bất ổn kinh tế. Theo thông tin từ Reuters, tàu thám hiểm Chang'e-6 của Trung Quốc đã cất cánh khỏi bề mặt mặt trăng vào sáng thứ Ba 4 tháng 6, mang theo thành công các mẫu đất thu thập từ phần khuất của mặt trăng, được xem là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử thám hiểm mặt trăng của con người. Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA cho biết, tàu vũ trụ cất cánh lúc 7 giờ 38 phút theo giờ Bắc Kinh, đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng khoảng 6 phút sau đó. Tàu thám hiểm Chang'e-6 đã được phóng vào ngày 3 tháng 5 sau chuyến hành trình kéo dài một tháng. Tàu đã hạ cánh xuống khu vực được chỉ định ở lưu vực Nam Cực Atiken vào Chủ nhật 2 tháng 6. CNSA cho biết tàu vũ trụ đã hoàn thành công việc lấy mẫu đất. Các mẫu đất được xếp trong một thùng chứa bên trong tàu. Trong quá trình lấy mẫu và đóng gói, các nhà nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu mô phỏng trong phòng thí nghiệm mặt đất dựa trên dữ liệu từ vệ tinh chuyển tiếp QR2. Tàu đã áp dụng hai phương pháp lấy mẫu mặt trăng, bao gồm sử dụng máy khoan để thu thập các mẫu dưới bề mặt và lấy các mẫu trên bề mặt bằng cách dùng cánh tay robot tự động thu thập các mẫu đa dạng tại các địa điểm khác nhau. CNSA cho biết nhiều thiết bị đã được lắp đặt trên tàu đổ bộ, bao gồm camera hạ cánh, camera toàn cảnh, máy dò cấu trúc đất mặt trăng và máy phân tích phổ khoáng sản mặt trăng.
sáng ngày 3 tháng 6, biệt đội tiêm kích tàng hình F-35A của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản JASDF phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Aomori sau khi một chiếc tiêm kích gặp trục trặc kỹ thuật liên quan đến hiệu suất chiến đấu. Theo phòng sân bay và cảng tỉnh Aomori, hai máy bay chiến đấu F-35A thuộc căn cứ không quân Misawa của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã lần lượt hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Aomori vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng ngày 3 tháng 6. Đoạn phim ghi lại cảnh ở sân bay cho thấy hai chiến đấu cơ hạ cánh an toàn và trở về sân đổ trước khi các phi công rời máy bay. Căn cứ không quân Misawa xác nhận rằng một máy bay F-35 gặp trục trặc cơ khí trong chuyến huấn luyện và phải hạ cánh khẩn. Chỉ còn lại hộ tống đồng đội về sân bay và tiếp đất sau đó 10 phút. Đường băng sân bay đã tạm thời đóng cửa trong khoảng 20 phút. Khi được yêu cầu trả lời về sự cố, căn cứ không quân Misawa của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cho hay: "Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân nhưng không thể tiết lộ vì nó liên quan đến hiệu suất của máy bay chiến đấu." The Guardian đưa tin, các nhà vận động mới đây cho biết hàng ngàn người vô gia cư gần đây đã bị đưa ra khỏi thủ đô Paris và khu vực xung quanh. Việc này nằm trong chiến dịch dọn dẹp trước thềm diễn ra Thế vận hội Olympic. Tổ chức Le Varus de la Médaille, đại diện 90 hiệp hội cho biết những người bị yêu cầu rời đi là những người xin tị nạn cũng như các gia đình và trẻ em đang sống trong tình trạng bấp bênh. Theo báo cáo, cảnh sát cũng đang đàn áp những người hành nghề mại dâm và người nghiện ma túy. Tổ chức cho biết việc trục xuất và tháo dỡ các trại lều trong và xung quanh thành phố đã gia tăng kể từ tháng 4 năm ngoái và 12.545 người buộc phải rời đi trong 13 tháng qua. Paul Alouzi, một điều phối viên giám sát sức khỏe tại Médecins du Monde, đã cáo buộc chính quyền đang thực hiện thanh lọc xã hội để tân bốc Paris trong dịp Thế vận hội. Ông nói rằng mọi người đã được đưa đến các trung tâm khu vực tạm thời được lập ra vào năm ngoái để giải quyết tạm thời vấn đề này. Tổ chức cho biết cần ít nhất 20.000 ngôi nhà trên khắp nước Pháp, bao gồm 7.000 ngôi nhà ở khu vực Île-de-France để có thể mang lại giải pháp lâu dài cho những người vô gia cư. Tòa thị chính Paris đã đưa ra kế hoạch cung cấp 1.000 địa điểm khẩn cấp, nhưng vẫn chưa được sự chấp thuận của tỉnh trưởng, đại diện tiểu bang. Anne Hidalgo, thị trưởng Paris cho biết, tòa thị chính đã yêu cầu chính phủ, cơ quan giải quyết vấn đề nhà ở khẩn cấp, đưa ra kế hoạch đáng tin cậy để xây dựng nhà ở cho khoảng 3.600 người sống trên đường phố thủ đô trong nhiều năm. Năm ngoái, bà khẳng định không ai bị buộc phải rời khỏi thành phố. Theo một khảo sát của công ty phân tích dữ liệu Hankook Research, khoảng 1/3 người Hàn Quốc sinh trong thập niên 1960 lo lắng rằng mình sẽ chết trong cô độc. Họ được xem là thế hệ cuối cùng đang phụng dưỡng cha mẹ theo chuẩn mực xã hội truyền thống. Nhưng họ cũng là thế hệ đầu tiên có khả năng không được con cái chăm sóc mình vào tuổi già do sự biến đổi mạnh mẽ trong cơ cấu dân số Hàn Quốc. Số người sinh vào những năm 1960 vào khoảng 8,5 triệu người, chiếm 16,4% dân số cả nước. Cuộc khảo sát của Hankook Research được thực hiện với 980 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 55 đến 64 tuổi. Trong đó, khoảng 60% người cho biết họ vẫn đang hỗ trợ tài chính cho cha mẹ hay con cái của mình hoặc cả hai. Đối với những người khảo sát có cha mẹ vẫn còn sống, 44% trong số đó tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cha mẹ, trung bình khoảng $530 mỗi tháng. Trong số những người có con, 43% hỗ trợ chi tiêu cho con mình, trung bình $639 một tháng. 15% những người tham gia khảo sát cho biết họ hỗ trợ tài chính cho cả cha mẹ và con cái, chi trung bình $1,192 mỗi tháng. 70% người sinh trong thập niên 1960 vẫn làm việc và 90% nói sẽ tiếp tục làm cho đến khi sức khỏe không cho phép. Trong đó, 46% đang lo lắng về nguy cơ mất việc làm. 52% người được khảo sát đã trong độ tuổi nghỉ hưu, nhưng hơn một nửa trong số đó đã bắt đầu làm việc trở lại. Khi được hỏi về nguyên nhân tiếp tục đi làm, 29% cho biết họ vẫn cần tiền để hỗ trợ gia đình. Khi được hỏi về ai sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc họ khi về già, 89% người sinh trong thập niên 1960 cho biết họ sẽ phải tự lo cho bản thân. Vì họ được coi là thế hệ đầu tiên không được con cái chăm sóc, 1/3 người được hỏi cho rằng họ có thể chết một mình. Hầu hết cho rằng các vấn đề về chăm sóc sức khỏe sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai và kêu gọi chính phủ mở rộng dịch vụ chăm sóc cho người lớn tuổi và người khuyết tật. Ông Kim Jong-ik, người đứng đầu tổ chức chăm sóc cho mọi người, một tổ chức phi lợi nhuận ở Seoul thực hiện cuộc khảo sát, cho biết thế hệ sinh vào những năm 1960 có phần khác biệt so với các thế hệ lớn tuổi trước đây vì các khía cạnh văn hóa và kinh tế. Vì vậy, chính phủ nên xem xét kỹ lưỡng về trường hợp đặc biệt của họ khi quyết định hướng đi cho các chính sách chăm sóc mới cho quốc gia.
Thưa quý vị, các nhà chức trách Philippines sáng ngày 4 tháng 6 đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân sống gần núi lửa Calaon, miền trung đất nước, sau khi núi lửa này phun trào tạo ra cột tro bụi khổng lồ cao tới 5 km. Lệnh sơ tán được thị trưởng thành phố Calaon, tỉnh Negros Oriental ban hành tới cư dân ở 4 cộng đồng gần núi lửa với nội dung: hãy di chuyển xuống các trung tâm sơ tán, luôn cảnh giác và chuẩn bị các vật dụng quan trọng như nước và thực phẩm. Tại tỉnh Negros Occidental lân cận, Thống đốc Joe Laxon thông báo trên đài phát thanh rằng hơn 700 cư dân trong khu vực đã di tản. Ông nói, người dân nên ở yên tại trung tâm sơ tán. Đối với những người chưa tới đó, chúng tôi hy vọng họ có thể suy xét lại và nhanh chóng lên đường. Cơ quan phòng vệ dân sự địa phương đã triển khai các đội ứng phó tới những khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân sơ tán. Hiện chưa có báo cáo về trường hợp mất tích, bị thương hoặc tử vong liên quan đến vụ phun trào hôm thứ Hai. Vụ phun trào xảy ra khoảng 7 giờ tối và kéo dài 6 phút với các dòng nham thạch trào ra, trút xuống sườn phía nam và đông nam núi lửa từ 2 đến 3 km. Các hoạt động thường ngày ở thành phố Calaon phải tạm ngừng, trong khi 3 hãng hàng không đã hủy tổng cộng 32 chuyến bay vào hôm nay. Các quan chức chính phủ cảnh báo về khả năng núi lửa Calaon sẽ tiếp tục phun trào, kèm theo tro bụi nguy hiểm và mùi lưu huỳnh. Họ cũng lo ngại nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ bùng ở các con sông phía dưới hạ lưu núi lửa và các mối đe dọa khác. Người đứng đầu cơ quan địa chấn nhà nước khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi tro bụi núi lửa. Cơ quan này đã nâng mức độ cảnh báo đối với núi lửa Calaon, báo hiệu những vụ phun trào tiếp theo sắp xảy ra. Calaon là một trong 20 núi lửa đang hoạt động của Philippines, nằm giữa các tỉnh Negros Oriental và Negros Occidental. Đây là ngọn núi cao nhất trên đảo Negros, với độ cao 2.465m so với mực nước biển. Núi lửa này phun trào lần gần nhất vào tháng 12 năm 2017. Theo Reuters, một du khách người Hà Lan đã vẽ bậy lên bức tường bích họa của một dinh thự La Mã cổ tại điểm khảo cổ Herculaneum, ngoại ô thành phố Naples, Ý. Hành động đã làm hư hại tòa nhà còn sót lại sau vụ phun trào núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau công nguyên này. Trong một thông báo, cảnh sát cho biết họ đã nhanh chóng xác định danh tính nghi phạm là một người đàn ông 27 tuổi, quốc tịch Hà Lan. Du khách này đã ký tên lên phần trắng của bức tường cổ bằng bút màu đen không thể xóa được. Phản ứng về vụ việc, Bộ trưởng Văn hóa Ý Gennaro Sagliano nói, bất kỳ hư hại nào cũng làm tổn hại đến di sản, vẻ đẹp và bản sắc của chúng tôi. Và đó là lý do tại sao hành vi này phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Vị du khách không được đeo tên sẽ đối mặt với cáo buộc phá hoại các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, chính quyền không trả lời liệu người này còn ở Ý hay đã trở về nước. Nằm lân cận thành phố cổ Pompeo, Herculaneum từng bị chôn vùi dưới lớp tro núi lửa. Nhưng lớp tro này đã giúp bảo vệ đô thị cổ đại khỏi nạn trộm cắp, đồng thời bảo quản những tàn tích cổ xưa trong tình trạng tốt. Đây không phải là lần đầu tiên các di tích lịch sử ở Ý bị du khách phá hoại. Năm ngoái, một khách du lịch đến từ Anh đã quay lại cảnh bản thân dùng chìa khóa khắc tên mình và bạn gái lên bức tường bên trong đấu trường La Mã ở Rome và sau đó đăng tải video này lên mạng xã hội. Để đối phó với những hành vi như vậy, chính quyền Ý đã đưa ra các biện pháp cứng rắn. Những trường hợp bị kết tội phá hoại di tích và địa điểm văn hóa có thể bị phạt tiền lên tới 40.000 euro, tương đương hơn 43.500 đô la Mỹ. Thưa quý vị, khoảng 100 người từ khắp nơi trên thế giới đã tranh tài tại cuộc đua bằng lốp xe máy kéo trên con sông chảy qua thành phố Prizren ở Kosovo. Hoạt động là một phần của lễ hội thể thao mạo hiểm Brna thường niên, tạo nên bầu không khí sôi động cho sự kiện này. Các thí sinh phải vượt qua đoạn sông Lombardy lạnh giá đầy đá dài 1,5 km trên những lốp xe máy kéo màu đen. Anh Mafuzinha Motero, một thí sinh đến từ Brazil nói, đây là sự kiện điên rồ nhất mà tôi từng tham gia. Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như thế này. Những tảng đá và dòng nước lạnh lẽo, nhưng nó rất tuyệt vời. Tôi yêu thích cảm giác đó. Và đối với tôi, đường đua quá ngắn, tôi mong rằng nó sẽ dài hơn. Một thí sinh khác là người địa phương cũng có chia sẻ tương tự. Lúc bắt đầu cuộc đua, tôi khá sợ, nhưng sau đó mọi chuyện lại dễ dàng. Theo ông Dren Marsali, ban tổ chức, cuộc đua này là một truyền thống có từ nhiều thập kỷ trước, nhưng mới được hồi sinh ở Brisbane khoảng 20 năm trước với phiên bản hiện đại hơn. Ngoài cuộc đua vượt sông bằng lớp xe máy kéo, lễ hội Brna còn bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, âm nhạc và các màn trình diễn náo nhiệt.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.